Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Béo Chibi. Hôm nay chúng ta kiểm tra đơn hàng của ngày 21 tây tháng 9 nha các bạn. Đây là đơn hàng của ngày 21 tây tháng 9. Bạn thấy là bút bê mắt đá nè, gạch sắt. Và đây đơn hàng là của Trâm Hồng ở Quảng Ngãi nè. Đây. Đây bút bê tiền cá. Cái chùm cái bọc cái này để che được cái thứ bị dơ đó. Đây tóc rất là dài và nhiều luôn nè, tóc dài và nhiều nữa đó. Bạn này là 70.000 các bạn. Đây giống tóc nó bị ấy qua bên đó, thấy sao, rất là xinh luôn đúng không, xuất sắc luôn ở nhà. Dài ha, nhiều tóc nhiều quá chứ ha, nhiều đỏ váy ha, váy xanh nè ở trong ha, nè có khớp nha các bạn đó, có, chân có khớp luôn nha đó, có khớp luôn đó, cái váy đuôi nó dài nè, đó là đuôi cá nè. Và cho nhìn lại, nhìn cái gương mặt đó, môi hồng nhạt nè, dễ xương ha đó. Tay khớp đó, tay cũng có khớp luôn nha. Mẫu này là 70.000, còn mẫu trong hộp 140.000 lần, nó cũng tương tự vậy nè, mà bỏ trong hộp thì sắp hết rồi. Bạn đặt thêm là một cái giỏ sách nè, thỏ nè, bạn thỏ. Rồi trên chân có bong bóng nè. Ở đây thì nó có này, có cái hộp đó, bỏ đi. Còn đây có dây sách, có hai loại dây nha. Cái này là dây này đeo nè, mình đeo. Còn này mình đeo chéo thì nó có rút lại được. Dài ngắn thì mình vẫn rút lại được. Là hai dây lận. Rồi bỏ vào, có dây kéo luôn nha, có dây kéo luôn. Và tặng cho bạn hai cái váy đơn giản nè, hai váy đơn giản, bạn mua chơi búp bê sẽ tặng hai mình hai váy đơn giản, và bạn đặt thêm một cái combo phụ kiện nữa. Đây thì combo phụ kiện có thể tháo ra ha, bạn xem bên trong có gì. Nói chung là đây, đầu tiên là một bịch ly ha, có bàn có ghế mini nè, bịch là cái chảo có chén dễ luôn nè, chén chảo ha, đồ ăn. Một cái giá đỡ cho búp bê ha, giá đỡ cho búp bê, mình giờ mình gắn vô đây cho búp bê nó đứng á. Một cái cài tóc nè, một cái tay phone cho búp bê nè, thêm một cái tủ lạnh nè, cái ghế nè, ghế cho búp bê ngồi được nha, cái bàn nha, cái bàn dùng học tập á, quên cái bàn đấy mình ngồi học, một cái váy đơn giản nè, thêm một cái lớp nữa nè, cái lớp cô dâu ha, lớp cô dâu, một cái giỏ sách bằng vải nè, rất là nhiều luôn. Một cái phụ tập sách cho búp bê đi học nè, đó, tập sách búp bê đi học, nó đứng ở đây nó rớt ra, đó, một cái bắt kiến nè, một cái giày nè, bên đây nữa là một cái phụ kiện cho búp bê dòng cổ ha, đó, vậy là hàng mình đã đủ rồi đó, tặng cho mình hai cái váy đơn giản nữa nha, và mình mua cái combo á, mình mua cái combo phụ kiện là 87.000 ha. Thì nếu mà mình mua lẻ là nó đi mua lẻ từng món mà tính ra thì nó khoảng 110, hơn 110.000 các bạn. Hơn 110.000. Và nếu các bạn muốn đặt hàng thì hãy gọi điện 0937899707 nha. Zalo là số điện cũng điện thoại đó luôn, 0937899707. Facebook là trang fanpage là Bé Út Chibi ha. Hình là những con búp bê chibi á. Bạn vào cái trang là có người theo dõi nhiều nhất đó ha. Đó. Và đặc biệt là mua hàng phải có sự đồng ý của ba mẹ mình nha các em. Và đây nè, đây là đơn hàng của Hiền Hòa ở Bình Phước nè. Hòa đặt là combo ha, combo ba lô cho búp bê nè. Rồi, ý lộn xin lỗi ha, nói nhiều quá liệu rồi. Xin lỗi các em. Combo đi học nè, 4 món. Rồi ba cái ba lô đen màu gấu, ba bằng gấu nè ha, ba cái ba lô gấu một cái vậy là 55.000. Sắp bỏ ra hai cái này đi để giới thiệu cái nào nó trùng mình giới thiệu. Một cái thôi. Đây là combo ba lô ha. Hoa trúc thì nó có nơ nữa nè, đó, màu đen, các bạn này đều thích màu đen. Ở đây kéo từ từ ha, nó bị dính á. Đây là cái hộp nhỏ nè, nó bị dính ấy mà kéo nó hơi bị dính. Đây này đều ở trong ha, một combo này nó có 4 món, một cái cặp balloon này nè, có 4 món nha các bạn, 130.000 thích màu đen, có loại 120.000 nữa ha. Đây một món là cái hộp bút ha, cái này đánh bút này các bạn, này là đánh bút. Đến môn học rồi, một số thì mình đi học tập trung, còn một số tỉnh thì mình học online ha. Đó. Đây
đi chơi đi đâu cũng được. Đây cái này đi chơi chính xác đây. Ở đây nó có cái dây dây rút, tùy mình muốn dài hay ngắn, có dây kéo là luôn. Tùy mình muốn dài hay ngắn thì mình rút lại. Có nơ rất là xinh cá tính nữa nè. Giờ mình bỏ đầu lên nó sẽ phồng, nó căng lên á, nó sẽ đẹp hơn. Tại vì cái này nó dẹp rớt bỏ, nó dẹp lâu ngày nó sẽ dẹp xuống. Nên là mình nhìn trong đây thì nó không phồng lên, nó mấy không, nó bự lắm nè. Đó, nó rộng ra, cũng khá là bự, bỏ được nhiều đồ lắm các bạn. Đó, này là combo ba lô 4 món ha, 130.000 hoa cúc. Có nhiều mẫu khác nhau nha các bạn. Bạn vào Facebook, Shopee hoặc là YouTube ha, giới thiệu về ba lô cặp. Hoặc là các bạn vào Zalo ha, Zalo số điện thoại á, và một hình ảnh mình xem. Đó, cái này nè, là bạn đặt 3 cái giống như vậy ha, 3 cái sắp lấy ra một cái thôi, 3 cái một cái như vậy là 55.000. Đó, các bạn thấy cái thể tích, cái đích nè, là nó cũng bỏ được rất là nhiều nha. Đó, bỏ rất là nhiều. Này thì mình sắp nó sẹp xuống bảo quản. Đây 55.000 có 3 bạn gấu nè, rất là dễ thương. Các bạn xem cái vật hình 3 bạn gấu này chưa, rất là vui ha. Đây ở trong có dây kéo. Đó, nó chỉ có như vậy thôi. Nó có một hộp nhỏ ngoài đựng bút, đi trong là đựng tập. Nó có dây rút ha, mình đeo thì mình rút từ bạn. Mẫu này chỉ 55.000, loại rẻ ha, 55.000. Mẫu này cũng có nhiều kiểu lắm, khác nhau. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày xin lỗi chưa. Các bạn theo dõi video ngày hôm nay thì hãy bấm đăng ký ha. Hãy bấm theo dõi, xin phép ba mẹ mình để đặt hàng. Thì đây là hai cái thước tặng cho bạn nè. Cái thước có hình học ha, vuông tròn tam giác gì đó. Đó, có hình gỗ panda với Pikachu chiếu ha. Đó, thấy chiếu không, rất là đẹp luôn. Tặng cho bạn hai cây luôn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn các bạn vào video sau, video ngày mai nha. Mỗi ngày đều có video nha các bạn.